Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ Lưu Đình Túc thay cha mẹ giữ trọn lời hứa. Lưu Đình Thức, thời Triệu Tống, là người Tề Châu, tự đắc chi đối với người trung hậu chất phác, trọng nghĩa thủ tính. Tuy xuất thân từ gia đình làm nông, nhưng chàng rất nghĩa khí, bụng đầy chữ nghĩa. Đình Thức lúc còn nhỏ, cha mẹ chàng đã đến ước hôn nhân của chàng cùng con gái của một người bạn đồng hương, thỏa thuận hôn sự bằng miệng. Hắn làm huynh, sao đây không nhìn thấy chị dâu và cháu gì? Nàng ấy sợ ta đọc sách phân tâm nên đưa con về nhà mẹ ruột tạm ở vài ngày rồi. Chị dâu đối đãi người khiêm hòa khuân hậu, cùng hắn Lâm huynh tương đắc như vậy, quá thật là đội tướng đắc lực của huynh. Phụ nữ nông dân không hiểu chữ nghĩa nên dùng về thô thiển lắm. Ây, chị dâu đức hạnh đoan trang, đối với huynh phu sướng phụ tùy, hắn Lâm huynh quá khiêm tốn rồi, không dám không dám. Tôi nghe nói Đình Thức đệ cũng đã có ý trung nhân rồi, có việc này không? Quả thật có việc như vậy. Là con gái của ông lão Triệu đó sao? Quả thật là, nghe nói nhà ấy nghèo rất bồng tơi mà. Người có thể nghèo nhưng chí khí không nghèo. Triệu tiểu thơ đúng là cháu gái của ân sư của đệ. Đệ từ bé đã được ân sư dạy dỗ, biết đọc sách hiểu lý lẽ. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã có mối thâm tình dài lâu, đối với đệ cũng xem như chí đồng đạo hợp. Ồ, quả ra là thế. Huynh sớm đã nghe qua con gái nhà họ Triệu dịu dàng hiền thục. Hắn Lâm huynh, Đình Thức có một việc xin thỉnh cầu. Đình Thức để cứ đói đi. Phiền hắn Lâm huynh đem việc này đưa đến nhà của Triệu lão bá, xin giao cho nhà Liên tiểu thơ. Để lúc này không tiện đến nhà họ Triệu. Được, làm phiền Lý huynh rồi. Để khách khí rồi. Đình Thức để người quân tử lấy văn chương kết bạn, nhờ bạn mà bồi dưỡng nhân đức. Nào, ta Lý hắn Lâm đời này có một bằng hữu như đệ, quả thật là vinh hạnh. Đâu dám, hắn Lâm huynh quá khen rồi. Hắn Lâm huynh còn trẻ đã có hoài bão cao thượng như vậy, khiến Đình Thức vạn phần bội phục. Đình Thức đệ, ngày thi hội đã gần kề trước mắt, huynh đệ ta hãy kết bạn lên đường. Rất hân hạnh. Vậy được, chúng ta hôm nay lấy trà thay rượu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. 3 ngày sau hẹn gặp lại bến thuyền. Không gặp không về, 3 ngày sau hẹn gặp tại bến thuyền. Con chào bá phụ. Đây là vật mà Lưu Đình Thức nhờ con mang đến đưa cho bác, xin bá phụ giao lại cho Nhã Liên tiểu thơ. Ờ được, cảm ơn công tử. Đây, bá phụ hắn Lâm xin cáo từ. Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Đại trượng phu chí tại bốn phương, lưu lạc khắp nơi, con đường phía trước hãy còn xa mịt. Tháng ngày cách biệt, mong là chàng ở nơi xa hãy bảo trọng. Đình Thức đệ, bên ngoài gió lớn, hãy mau vào trong. Chị ơi, chị ơi, em cái hôm nay vui như vậy nhất định là bán hết hoa rồi phải không? Đúng rồi chị ơi, một cành hoa cũng không còn nữa. Ồ,
bức tranh hoa sen đẹp quá. Em à, trời sắp tối rồi, cha đi làm ruộng sắp về nhà rồi, chúng ta hãy mau đi nấu cơm nha. Vâng à. Chị ơi, chị ơi, nghe nói Lưu Tấn Công, Đỗ Cống Nguyên trở về rồi. Chị, chị làm sao vậy? Chị không biết Lưu Tấn Công trở về rồi hay sao? Chị đã biết rồi, vì sao lại khóc như vậy? Phải vì Lưu Tấn Công mà vui mừng chứ. Lưu công tử, Đỗ Cống Nguyên là chuyện vui. Nhưng mà sao? Chị ơi, chị làm em nóng lòng muốn chết vậy. Chị ơi, chị hãy nói mau đi. Chị ơi, chị hãy nói đi. Chị nói đi mà. Chị nghe thím Lý hàng xóm nói, mẹ của Lưu công tử cô quả nhiều năm đã mắc phải bệnh tim. Vì nghe tin con trai thi đậu, vui mừng quá đổi, nên nhất thời như quá bị. Đã ra sao? Đã hôn mê bất tỉnh rồi, vẫn chưa tỉnh lại được. Hả? Chị ơi, vậy việc hôn nhân giữa chị và Lưu công tử sẽ như thế nào? Lưu công tử nhờ người nhắn lại lời hứa là chàng sẽ vì mẹ thủ hiếu 3 năm. Trong thời gian thủ hiếu không nhắc đến hôn sự, sợ lãng phí mất 3 năm tuổi xuân của chị, thỉnh cầu cha xem xét lại có thể đồng ý chờ chàng mãn tang rồi mới bàn đến hôn sự không. Vậy chị nghĩ sao? Chị nghĩ hãy đợi cha về rồi cùng thương lượng. Con gái à, cha đồng ý vì con làm thế. Lưu công tử hiếu đạo như vậy, vừa có đức, có tài, có tình, có nghĩa, sau này nhất định không thể làm sai được. Con hãy đợi cậu ấy 3 năm đi. Cha, con gái xin nghe lời cha. Chị ơi, hôm nay em mắng nhiều quá hơn mọi ngày, sẽ giúp chị để dành cửu hồi môn nhé. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt tuần hoàn, chẳng mấy chốc 3 năm đã trôi qua. Đình Thức, thời gian 3 năm thụ hiếu của đệ đã qua, kỳ thi đình sắp đến, đệ chắc hãy còn nhớ. Khi chưa gặp thời thì hãy hoàn thiện chính mình, lúc hiển đạt thì giúp cho thiên hạ, thực hiện nguyện vọng của lệnh tôn lúc sanh tiền. Đệ hãy mau chóng chuẩn bị lên kinh ứng thí. Lý huynh không chuẩn bị cùng đệ đi sao? Hắn lầm bị gia sư trói thân rồi, uổng phí mất sự học, lần này cáo lỗi không đồng hành cùng đệ được, sẽ ở đây chờ đệ kim bản đệ danh. Đình Thức đa tạ lời chúc của Lý huynh. Hôm nay con xin thưa cha mẹ, con Lưu Đình Thức nay đã mãn 3 năm thụ hiếu, con muốn lên kinh ứng thí. Xin cha mẹ hãy an tâm, con sẽ không cô phụ kỳ vọng của cha mẹ. Có nghèo cũng ráng sức mà học, thi được công danh báo ân tổ quốc. Con cũng xin ghi nhớ lời dặn dò của mẹ, khi trở về nhất định sẽ giữ tròn lời hứa lấy Triệu Tiểu Thơ làm vợ. Lưu Đình Thức ngày đêm trên đường bôn ba lên kinh ứng thí. Chị ơi, sao chị lại suốt đêm không ngủ vậy? Chị mà như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Bệnh của cha ngày càng nặng, chị muốn kiếm thêm ít tiền mua thuốc cho cha. Em à, trời còn sớm, em hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Em sáng sớm đi bán hoa cũng rất vất vả rồi. Chị bị sao vậy? Chị ơi, căn phòng vì sao tối đen như vậy? Sao chị không nhìn thấy gì vậy? Chị ơi, chị ơi, chị nhìn không thấy à? Chị nhìn không thấy sao? Mắt của chị. Chị ơi, mắt của chị không nhìn thấy nữa rồi. Chị,
Chị ơi, chị hãy mau tỉnh lại. Đại phu, đại phu, đại phu, cầu xin người hãy ráng cứu chị con. Cô nương hãy đứng lên đi. Không phải lão phu không cứu, mà sự thật là lực bất tòng tâm. Xin cáo từ. Cha, con biết bệnh của con chữa không khỏi, chứ đừng tốn tiền bệnh đại phu nữa. Con gái con vẫn chưa lấy chồng mà, con còn những tháng ngày dày phía trước nữa, đều là bệnh của cha đã làm khổ đến con rồi. Cha, cha đừng nói vậy. Mặc dù mắt con không nhìn thấy, con vẫn còn chân tay có thể làm việc, vẫn còn có tai để lắng nghe mà. Kỳ thi năm đó tuyển chọn người tài, Lưu Đình Thức đã kim bảng đề danh, thi đậu tiến sĩ. Đình Thức đệ, Đình Thức đệ, chúc mừng, chúc mừng. Vừa mới hay tin đệ bản vàng đệ tên, áo mão về làng, huynh lập tức đến đây chúc mừng đệ. Đệ cũng xin chúc mừng huynh. Hắn Lâm huynh, mời huynh mau đến tẩy xá một lát. Đi. Đình Thức đệ, sao lại ra thế này? Tại vì sao ra cớ sự này? Đinh Thức đệ, việc đã đến nước này, để đừng đau lòng nữa. Nhã Liên, số của em sao mà khổ như vậy chứ? Đệ định đi đâu vậy? Đệ muốn đi lấy Nhã Liên, đệ sẽ đến nhà nàng cầu thân. Đinh Thức đệ, đệ không nghĩ đến thân phận của đệ hiện giờ sao? Làm gì việc tiến sĩ đi lấy cô vợ theo bao giờ chứ? Huống hồ cô ấy lại bị mù nữa. Quỳnh, cứ cho rằng nàng bị mù thì sao? Đệ và nàng tuy không chính thức đính hôn, nhưng lòng đệ đã hứa rồi. Điều này không khác gì đã hứa hôn. Theo lý là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Đệ ơi, đệ đừng có ngốc quá. Hai người chỉ là hứa hôn bằng miệng thôi mà, chưa hề ký kết hôn và nạp sinh lễ mà, làm sao xem là thật được? Hay là cho nàng ít tiền, để cho nàng ấy tự kiếm người lấy là xong mà. Hai huynh đệ chúng ta từ văn chương mà thành bạn, tình như thủ túc. Hôm nay Lý huynh sao lại thốt ra đời này? Ê, đệ à, huynh chỉ nghĩ cho đệ thôi mà. Huynh nghe nói tại bữa tiệc triều đình, văn võ bá quan đều mời rượu đệ, còn có thừa tướng muốn đệ làm con rể. Ngay cả đại học sĩ Tô Đông Pha cũng khen đệ là văn khúc tinh tái thế. Nếu như hôm nay đệ đi lấy một người vợ bù, không phải là sẽ khiến danh sĩ trong thiên hạ chê cười hay sao? Lời này sai rồi. Đệ và Nhã Liên dù chưa từng gặp mặt, nhưng sự hiền đức và hiếu thảo của nàng, người trong thôn đều biết. Đệ đã hứa trong lòng, làm sao dứt bỏ nàng cho được? Ánh mắt long lanh của nàng trước đây là vợ của đệ, ngày nay hai mắt bị mù thì vẫn là vợ của đệ. Câu nói của đệ thật làm người thức tỉnh. Không nói giấu đệ, hôm nay nếu không gặp đệ, ta đã... Huynh đã thế nào? Huynh đã bỏ vợ lấy người khác rồi. Cái gì? Lý huynh vì sao bỏ chị dâu vậy? Ta quả thật bị mê muội mất rồi. Lúc xưa sau khi chúng ta cùng nhau lên tỉnh đi thi trở về, ta dần dà có qua lại với mấy người nhà giàu có. Mỗi ngày đều có mỹ nữ rượu thịt bầu bạn, sống say chết mộng. Thấy nhà người khác tam thê tứ thiếp sanh lòng ngưỡng mộ, về nhà càng nhìn chị dâu của đệ càng không vừa mắt. Vì vậy mới khởi ý niệm muốn bỏ vợ. Hắn Lâm huynh, huynh hồ đồ quá rồi. Chẳng lẽ huynh quên câu bần tiện chi giao bất khả dông, tào khang chi thê bất hạ đường hay sao? Lời thề bách niên giai lão giữa huynh và chị dâu đã bị quỷ quại mất rồi. Huynh đã quên lúc huynh nghèo khó đi học, không xu dính túi, ai đã một lòng ở bên cạnh huynh chăm nom săn sóc, nấu cơm sửa áo, phu thê cũng được, huynh đệ cũng được, bạn bè cũng được. Tình nghĩa giữa người và người nên được gây dựng từ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Những cái gì tiền kết thân, khi hết tiền rồi thì tình cũng cạn. Vì sắc kết thân, hoa tàn thì tình cũng hết. Vì đạo nghĩa kết thân thì vĩnh viễn dài lâu. Biết sai là người dũng. Hắn Lâm huynh, huynh bây giờ hối hận vẫn còn kịp mà. Đệ à, huynh thật có lỗi với chị dâu của đệ. Huynh sẽ đi đón chị dâu từ nhà mẹ của nàng trở về. Đệ à, huynh đang lấy công chuộc tội gì, sẽ làm người mai mối cho đệ nhé. Thay đệ đến triều gia cầu thân.
Đệ hãy ở nhà đợi tin tốt của huynh. Hắn làm huynh, huynh vất vả quá. Không ngờ Triệu gia chẳng những không nhận đồ xính lễ mà còn đòi từ hôn. Này, Triệu tiểu thơ còn đem cái này trả lại cho đệ. May quá chưa bị thấm nước. Triệu gia nhất định sợ con gái bị mù, không xứng với đệ đó. Xem ra đệ phải tự mình đi cầu thân thôi. Con gái lớn thân đang mang bệnh, đồng thời hiện giờ ngài thân là quan của triều đình, nhà tôi nghèo khó như vậy thật sự không dám trèo cao. Bá phụ nặng lời rồi, đình thí lần này là vì thực hiện hôn ước mà đến đây. Lưu Lan, Nhã Liên, con gái lớn của tôi hai mắt đã mù rồi. Lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, đình thí đâu thể vì nàng có bệnh mà hủy hôn ước chứ. Nhưng mà nếu như ngài không thể chê bỏ thì hãy lấy đứa con gái nhỏ của tôi vậy. Bá phụ, hai nhà chúng ta vốn kết giao nhiều đời, cha con trước đây có đính ước bằng miệng, nay con nhất định phải lấy Nhã Liên tiểu thơ. Mặc dù hiện giờ tiểu thơ Nhã Liên không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lòng của nàng vẫn sáng mà. Con không thể làm trái với lòng con trước đây chứ. Con nhờ bá phụ chọn ngày lành tháng tốt, đình thức sẽ đến rước Nhã Liên tiểu thơ. Thiếp đã là người tàn phế, làm sao thiếp có thể làm liên lụy đến chàng được. Lưu công tử hãy đợi chút, để ta đi nói chuyện với Nhã Liên. Dạ bá phụ. Tiểu nữ nó không chịu nhận lời. Bá phụ, con và tiểu thơ đã có hôn ước mà. Chỉ là lời hứa miệng mà thôi. Huống hồ lúc xưa và vẫn chưa kim bản đề danh, Nhã Liên vẫn chưa bị mù hai mắt. Hôm nay chúng ta khác xa nhau quá, làm sao xứng với chàng được chứ. Ngài thấy đó, nếu ngài thật sự lấy Nhã Liên, kể từ giờ ở chúng quan trường ngài sẽ bị người khác khinh rẻ. Bá phụ, con Lưu Định Thức nào gì vinh quang phú quý mà bội ước tín nghĩa, chớ bỏ nàng chứ. Nếu như người xét đến địa vị giữa chúng ta khác biệt quá lớn, không tương xứng, con thà từ quan về nhà, từ đây làm thầy đồ dạy học, cùng tiểu thơ Nhã Liên làm dân thường mà sống vậy. Lưu Lan, sao chàng lại khổ như vậy? Hãy quên thiếp đi. Con ngoan, ta đã không nhìn lầm người, con rất giống cha của con, có tình có nghĩa. Bá phụ, xin người hãy nói lại với Nhã Liên tiểu thơ, đình thức tâm nguyện xin giữ lời hứa. Nếu tiểu thơ Nhã Liên không đồng ý, đình thức đời này sẽ không kết hôn. Được, Lưu công tử, ngài hãy đợi nhé. Tôi đi hỏi con gái. Con gái à, con đã nghe rồi đó. Lưu công tử quả thật có lòng như vậy, con hãy đồng ý lấy cậu ấy đi. Con gái sẽ làm theo ý của cha. Gia đình viên mãn là cơ sở của xã hội hài hòa, đồng thời còn là nền tảng phồn vinh hưng thịnh của quốc gia an định. Hôn nhân mỹ mãn là chìa khóa của hạnh phúc gia đình. Lưu Đình Thước từ trước đến sau không che nghèo khó, lấy nàng Nhã Liên tật nguyện làm vợ, tuy chỉ là hôn ước bằng miệng, nhưng Lưu Đình Thước vẫn kiên trì tín nghĩa. Không những đã cứu vớt hạnh phúc cả đời người con gái, mà bản thân chàng cũng không oán, không hối. Sau khi Nhã Liên qua đời, chàng vẫn thủy chung như một, không hề tái hôn, sống lâu hưởng thọ. Nghĩa cử này của Lưu Đình Thức không những đã làm cảm động những người đọc sách thời đó, mà còn thức tỉnh mọi người xem trọng trách nhiệm, chồng nghĩa, vợ đức vậy. Phong khí xã hội vì đó mà hưng khởi. Lưu Đình Thức quả thật đã làm ra điển phạm cho thiên hạ nhiều đời noi theo.
Tấn Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ, Liên Tú Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.